Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở trên nổ mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Inbound. Thì tập trước thì chúng ta đánh xong rồi cái team Shadow ở đây các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy đây gặp thằng thằng này là team leader cái thành phố Fallstar City nha các bạn. Đó, mình sẽ đánh xong, nói chuyện nó sẽ về lại team leader, về lại cái team của nó. Rồi mình sẽ quay với đây đó mới đánh được nó các bạn. Đấy, Fallstar City. Đó, bây giờ mình sẽ chạy bộ để đi về Fallstar City để vào Fall cái leader của nó bạn. Ở đây có người đánh à. Chắc hôm trước là mình bỏ sót bạn ở đây là thằng này. Chắc là mình bỏ sót rồi. Đó, đây chính là Fallstar City nha các bạn. Thành phố trước đó của mình á. Đó, mình sẽ đi thắng vào Team Leader luôn. Team Leader đồng. Đó, bây giờ chúng ta có thể vào để đánh được nè. Gì đây? Đây là hệ giờ bình thường hả? Mình cứ để vậy chứ các bạn. Không quan trọng, để xem coi tới nó hệ gì. Ở đây nó có hồ nước, mình nghĩ nó phải là hệ nước chứ nhỉ. Giờ có người đánh chơi hệ nước này. Hệ bình thường các bạn. Những cái gym ở đây nó hay làm mình không nghĩ là nó là hệ gym hệ thường luôn các bạn. Vậy là phải đem con hệ lửa ra đây đánh là tốt nhất các bạn. Con này của mình vừa có hệ lửa vừa có hệ giác đấu. Đây Ember trong này là bá chủ rồi. Ủa sao kỳ ta. Ở đây phi hệ dưới đây. Cái này nhớ là bình thường xài hệ giác đấu là đánh được các bạn. Bản Grom này nó phi hệ quá nhờ. Hệ thơ này đánh không được nè. Phải thật. Xài đường này. Ở đây không có đường mày. Mình né được ai mình né đi nha các bạn. Đây là tốn thời gian. Nó chỉ những lắp lắp mình nó sẽ đưa mình lên thì phải. Để nó đưa mình lên trên mày.
có gì đó sai sai trong cái hệ này, trong gym này sao các bạn. Nó không có đúng mà, thường cái con này xài thì chiêu để xương lực là nó phải chết, nó phải gây sức phạt phách đúng vậy. Để không có đường đi. Mình nghĩ đi sai đường mày. Đây nhảy qua đây. Tính né không được các bạn. Trời mới gì chạy qua là nó lướt qua liền luôn. Tính né luôn rồi chứ không được. Cây thật sự. Chết. Cái gì đó sai vậy? À. Thì ra là vậy, trời ơi. Cái con lắp lắp đó nó sẽ đi xuống và đi ngược bên kia mới là có tạo con đường đi, giờ phải đi ngược thêm lần nữa. Nhiều khê vãi. Trời ơi trời. Hai xìm giải đố và cứt. Bị gì đâu. Đó, tới xìm luôn là leader nè. Đó. Quải tèo. Thank you.
huy hiệu hình thác nước các bạn. Ở bây giờ mình sẽ đi tiếp tới thành phố tiếp theo các bạn. Đi về hướng này với mình, cái rau 11 nè. Người ở đây các bạn phải bỏ qua nha, không cần đánh, từ từ đánh cũng được, không sao hết á. Đó, chúng ta sẽ tới Epidemic Town. Ở trên này chúng ta sẽ vào căn nhà đầu tiên. Căn nhà đầu tiên chúng ta sẽ vô đây, nó sẽ cho mình tiệc chiêu HM04. Đây, HM04 này. Licky Tool. Ồ, lấy kia tuyên đó thêm một top à. Không cần các bạn, chưa cần. Đó, hiện tại chỗ này thì cái team nó vẫn còn canh giữ chưa cho mình vào đó các bạn. Từ từ mình sẽ vào sau. Cho ba cái mắt rất bèo ngon. Ở đây có một cái mình center, đây không có gì hết. Home for hobo, nhiệm vụ của ông già này à. Nhà ổng ở đâu? Tìm nhà cho ổng hả? Phải. Sword and the old in the home. Phải kiếm đâu cái hờ nhà cho ông ta trời. Đây chính là chỗ có bức tượng của cái gì nữa bạn. Oh, Master Ball. Mình chưa có hấp 3 mà. Có thể là lúc mà quay có hấp 3 quay lại đây để lấy vậy. Yeah. Một quả Master Ball. Hồi đó cho lấy bạn ơi, vãi. Nó mà lãng cướp bạn. Chắc là khi mà mình có bắt được hấp 3 rồi đó, đưa cho bà này xem bà đã đưa Master Ball cho mình các bạn. Gãi đi. Đây là vẫn là Capite Red thôi. Ồ, oh, để bán có chiếc cầu luôn nè. Good ball, net ball, net ball và heal ball. Ngon, bán có chiếc cầu luôn. Mua vài trái good ball mà vô khi vô trong này hang có thể bắt được. Net ball bắt con hơi nước nè. Mua vài trái luôn. Còn gì bán không? Hết rồi.
Đó, bắn con Chabon nè, ngon. Trời ơi, con Chabon ngon rồi, mua 20 trái. Đang cần. Có, à chưa có bán cái này Red Spell mới bán gì thôi. Có dây rồi. Ở đây chưa bán match Red Spell vậy. Rồi, ok, thì trong clip này mình chủ yếu là mình đánh xong cái gym cũng như là tới căn nhà ở đằng sau lưng mình để lấy từ chiếc HM04 thôi. Rồi ở tập sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để vào thịt là drop nha các bạn. Rồi, mình sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.